Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 10 tháng 10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác quý 4. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9 tháng năm 2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành và địa phương, trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023, toàn quốc đã ghi nhận 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người và bị thương 5.802 người so với cùng kỳ năm 2022 giảm cả 3 tiêu chí. Trong 9 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra và xử lý trên 2,5 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 4.801 tỷ đồng, tước hơn 328.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ, chuyên môn, tạm giữ gần 771.000 phương tiện các loại. Lực lượng thanh tra giao thông cả nước thực hiện gần 60.000 cuộc thanh tra kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính hơn 36.000 vụ với số tiền phạt trên 215 tỷ đồng. Tại tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng toàn tỉnh vẫn ghi nhận 55 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 30 người và bị thương 68 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 2 tiêu chí số người chết và số người bị thương. Tại hội nghị lãnh đạo các bộ ngành và địa phương đã tập trung thảo luận đánh giá nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tình trạng này trong quý 4 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành liên quan, các địa phương cần tăng cường vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu đạt cho được mục tiêu đến năm 2023, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí ít nhất 5% so với năm 2022 ở mỗi địa phương.